Xin chào quý vị khán giả, chị Thuy Linh xin chào các em học sinh. Rất vui được gặp lại các em trong chương trình Giải học cùng NTV. Chương trình đã được phát trực tiếp trên sóng truyền hình NTV, trên fanpage truyền hình Nghệ An và trên fanpage Giải học cùng NTV của Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An. Các em thân mến, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng ôn tập môn ngữ văn lớp 9 với chủ đề của bài học, đó là hướng dẫn kỹ năng làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống. Và với tiết học này thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp lại cô giáo Trần Thị Hảo, giáo viên đến từ trường Trung học cơ sở Đặng Thái Mai. Xin chào cô giáo ạ. Xin chào tất cả các em. Hôm nay cô rất vui lại được gặp các em trong chương trình hướng dẫn ôn tập môn ngữ văn lớp 9. Các em thân mến, và ngay từ lúc này để tương tác với bài học thì các em có thể đặt câu hỏi cho cô giáo bằng cách đó là gọi điện thoại về số 0849 938 777 hoặc là gửi câu hỏi qua các hạ tầng như chị Thuy Linh đã vừa chia sẻ ở trên. Còn bây giờ thì chúng ta hãy bắt đầu cho buổi ôn tập ngày hôm nay nhé. Xin mời cô giáo hãy bắt đầu bài giảng ạ. Các em thân mến, ở những bài học trước, các em đã được ôn tập kiến thức về phần truyện, phần thơ, rèn luyện kỹ năng, làm bài nghị luận văn học. Chúng ta biết rằng, trong văn nghị luận, ngoài nghị luận văn học, chúng ta có kiểu bài nghị luận xã hội. Và trong bài thi tuyển sinh lên lớp 10 tiếp theo của các em sắp tới đây, chúng ta sẽ có câu nghị luận xã hội chiếm tỷ lệ 30% tổng số điểm trong toàn bài của các em. Trong phạm vi chương trình tập làm văn cấp trung học cơ sở, văn nghị luận xã hội, chúng ta tập trung nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống và nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý. Bài học hôm nay, cô và các em chúng ta sẽ cùng ôn tập kiến thức, củng cố những kỹ năng để làm bài nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống. Chúng ta đi vào bài học. Hướng dẫn kỹ năng làm bài nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống. Bài học của chúng ta gồm 4 nội dung cơ bản sau. Phần 1, nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống. Phần này chúng ta tìm hiểu chung. Phần 2, kỹ năng làm bài nghị luận về một hiện tượng sự việc đời sống. Phần 3, luyện tập. Và phần 4, cô sẽ giao nhiệm vụ về nhà cho kem. Trước hết, chúng ta đi vào phần 1. Nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống. Chúng ta sẽ củng cố ôn tập lại những kiến thức kem đã được học. Nào, kem thân mến, xung quanh chúng ta có rất nhiều sự việc hiện tượng xảy ra hàng ngày, hàng giờ. Có những sự việc xảy ra thoáng chốc, kem sẽ quên ngay. Nhưng cũng có những sự việc hiện tượng liên quan mật thiết đến đời sống của các em, mãi hằn in trong tâm trí, khiến cho chúng ta không khỏi trăn trở, nghĩ suy. Và sau đây, cô xin mời các em chúng ta cùng hướng lên màn hình, quan sát một số bức tranh minh họa sau và các em thử xem những bức tranh này gợi cho các em nghĩ tới những sự việc hiện tượng nào trong đời sống. Một số bức tranh minh họa, các em cùng quan sát. Chúng ta có thể thấy, chúng ta liên tưởng đến những sự việc hiện tượng thường xảy ra xung quanh đời sống. Đó là hiện tượng xả rác bừa bãi, là hiện tượng học sinh nghiện đánh điện tử vào quán game online, hiện tượng học sinh quay cóp dở tài liệu trong các bài kiểm tra, trong các giờ kiểm tra, hiện tượng học sinh vi phạm an toàn giao thông. Chúng ta cùng theo dõi tiếp tục các bức ảnh tiếp theo. Nào, những bức tranh này các em liên tưởng tới những sự việc hiện tượng nào? Chúng ta bắt gặp màu áo xanh tình nguyện của các bạn học sinh, sinh viên trên khắp mọi nẻo đường Tổ quốc. Đó là phong trào tiếp sức mùa thi, phong trào chung tay làm sạch môi trường hay các phong trào thiện nguyện như áo ấm vùng cao. Và các em cùng quan sát bức tranh thứ 7. Nó sẽ khiến cho các em liên tưởng đến một hiện tượng vừa xảy ra trong đại dịch COVID-19 vừa qua. Đó là hiện tượng cây ATM gạo bắt đầu từ thành phố Hồ Chí Minh và lan tỏa khắp nơi trên cả nước. Như vậy, sự việc hiện tượng xảy ra chung quanh chúng ta có những sự việc hiện tượng tích cực, có những sự việc hiện tượng tiêu cực, đồng thời cũng có những sự việc hiện tượng vừa mang tính tích cực, vừa mang tính tiêu cực. Vậy, nghị luận về sự việc hiện tượng trong đời sống là gì? Các em cùng nhớ lại khái niệm này chúng ta đã được học. Nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống. Về khái niệm, nghị luận về sự việc hiện tượng trong đời sống là bàn về các sự việc hiện tượng có ý nghĩa
với xã hội đáng khen, đáng chê hoặc có vấn đề đáng suy nghĩ. Đó là khái niệm. Vậy, yêu cầu đối với một bài văn nghị luận về một sự việc hiện tượng trong đời sống là gì? Chúng ta nhớ lại. Chúng ta xét trên phương diện nội dung và hình thức. Nào, về nội dung, yêu cầu về nội dung, bài nghị luận về một sự việc hiện tượng trong đời sống phải nêu rõ được sự việc hiện tượng, phân tích được mặt đúng, mặt sai, mặt lợi, mặt hại, chỉ ra nguyên nhân và kèm phải bày tỏ được quan điểm, thái độ của mình trước các sự việc hiện tượng đó. Thế còn yêu cầu về hình thức, bài nghị luận về sự việc hiện tượng trong đời sống phải đảm bảo được yêu cầu của một bài văn nghị luận nói chung, tức là bài viết phải có bố cục chặt chẽ, mạch lạc, luận điểm rõ ràng, luận cứ đúng đắn tiêu biểu, phép lập luận phù hợp và lời văn chính xác, sống động. Như vậy trên đây thì cô đã giúp Kem nhớ lại, củng cố lại những kiến thức chúng ta đã được học. Kem nhớ lại và cô xin nhấn mạnh với Kem rằng nghị luận về sự việc hiện tượng trong đời sống giúp cho Kem rèn luyện khả năng quan sát, nhìn nhận, đánh giá các vấn đề xã hội để Kem tự tin bày tỏ quan điểm, thái độ và chính kiến của mình để chúng ta biết trăn trở, biết nghĩ suy, để chúng ta không sống thờ ơ, dửng dưng vô cảm với những sự việc hiện tượng đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ xung quanh Kem. Vậy đứng trước một sự việc hiện tượng, đứng trước một đề bài, nghị luận về sự việc hiện tượng thì Kem đã có những kỹ năng gì? Chúng ta cùng đi sang phần 2. Kỹ năng làm bài nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống. Trước hết, cô mời Kem chúng ta cùng tìm hiểu đề bài của kiểu bài này. Đề bài. Chúng ta cùng đọc kỹ đề bài. Đề 1. Trình bày suy nghĩ của em về hiện tượng ô nhiễm môi trường ở nước ta hiện nay. Đề 2. Trình bày quan điểm của em về hiện tượng nghiện mạng xã hội của giới trẻ. Đề 3. Đất nước ta có nhiều tấm gương học sinh nghèo vượt khó, học giỏi. Em hãy trình bày một số tấm gương đó và nêu suy nghĩ của mình. Đề 4. Một tuần sau khi ra đời, ATM gạo dành cho người nghèo khó khăn do dịch COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh đã tạo thành làn sóng mạnh mẽ, lan tỏa khắp cả nước. Những mô hình tương tự đã nhân bản ở Huế, Hà Nội, Đà Nẵng, Tây Nguyên. Trích ATM gạo nhân bản yêu thương, lan tỏa tình người, đăng trên báo Tuổi Trẻ Online ngày 14 tháng 4 năm 2020 và yêu cầu suy nghĩ của em về hiện tượng được đề cập ở bài báo trên. Chúng ta đọc kỹ 4 đề bài cô đã cho phần ví dụ. Kem có nhận xét gì về những đề bài này? Chúng ta cùng suy nghĩ. Kem có thể thấy các đề bài đều đề cập tới những sự việc, hiện tượng rất thiết thực, gần gũi xảy ra xung quanh đời sống của chúng ta. Về tính chất của các sự việc hiện tượng, có đề bài nêu tính chất sự việc hiện tượng mang tính tích cực, ví dụ như đề 3, đề 4, tấm gương học sinh nghèo vượt khó học giỏi hay là hiện tượng cây ATM gạo trong đại dịch COVID-19. Cũng có những hiện tượng mang tính chất tiêu cực như đề 1, đề 2, đó là hiện tượng ô nhiễm môi trường hay là hiện tượng nghiện mạng xã hội của giới trẻ. Và có đề bài thì yêu cầu chúng ta nghị luận về một sự việc mang tính chất khái quát chung, ví dụ như là trình bày suy nghĩ của em về hiện tượng ô nhiễm môi trường. Thế nhưng cũng có những đề bài thì đã nêu biểu hiện cụ thể của sự việc hiện tượng và những cái biểu hiện cụ thể đó thì có thể trích trong truyện kể hoặc là một mẩu tin của bài báo nào đó, ví dụ như là chúng ta thấy ở đề 4. Đấy, có thể là đề mang tính khái quát, có thể là bàn về sự việc hiện tượng biểu hiện rất là cụ thể. Thế còn xét về mệnh lệnh của đề bài thì chúng ta cũng bắt gặp những mệnh lệnh rất quen thuộc trong bài nghị luận xã hội, đó là trình bày suy nghĩ của em hay là trình bày quan điểm của em, nêu ý kiến của em, vân vân. Đó là các đề bài chúng ta thường gặp khi đứng trước các sự việc hiện tượng trong đời sống xã hội, và Kem hoàn toàn có thể nêu ra những đề bài tương tự. Vậy đứng trước những đề bài này, chúng ta có kỹ năng làm bài như thế nào? Chúng ta sang phần kỹ năng làm bài.
Xét về kỹ năng làm bài, các em nhớ lại, với bất cứ kiểu bài nào, chúng ta cũng phải đi theo 4 bước. Thứ nhất, tìm hiểu đề và tìm ý. Thứ hai, lập dàn bài. Thứ ba, viết bài. Và thứ tư, đọc lại và sửa chữa. Và ở đây thì cô sẽ chú trọng cho các em hai bước đầu tiên, đó là kỹ năng tìm hiểu đề và tìm ý, kỹ năng lập dàn bài. Còn hai bước tiếp theo, viết bài, đọc lại và sửa chữa, thì chúng ta sẽ triển khai cụ thể khi các em làm nhiệm vụ về nhà. Chúng ta đi vào bước thứ nhất, tìm hiểu đề và tìm ý. Bước tìm hiểu đề, chúng ta làm gì? Khi đứng trước một đề bài thì các em phải đọc kỹ đề. Đọc kỹ đề và chú ý gạch chân các từ ngữ nổi bật quan trọng trong đề bài. Đó là bước thứ nhất, đúng không? Còn kiểu bài đấy thì chúng ta mặc định nó là cái kiểu bài nghị luận xã hội, nghị luận về sự việc, hiện tượng đời sống các em nhé. Và tiếp theo, các em phải xác định được đúng vấn đề cần nghị luận, tức là chúng ta xác định sự việc, hiện tượng gì chúng ta đang bàn đến, chúng ta cần nghị luận, và xác định phạm vi nghị luận. Đó là bước tìm hiểu đề. Tiếp theo, thao tác tìm ý. Tìm ý, vậy thì khi đứng trước một đề bài, các em thường tìm ý như thế nào? Thông thường các thầy cô sẽ hướng dẫn cho các em là chúng ta nên đặt câu hỏi. Đúng rồi, vậy thì trước một sự việc, hiện tượng đời sống, các em đặt những câu hỏi gì để làm rõ sự việc, hiện tượng đó, thể hiện quan điểm, ý kiến của mình về sự việc, hiện tượng đó? Thì chúng ta có thể đặt những câu hỏi cơ bản như sau. Đó là sự việc, hiện tượng gì? Và nó biểu hiện như thế nào? Đúng không? Sự việc, hiện tượng gì và biểu hiện như thế nào? Thứ hai, vì sao lại có sự việc, hiện tượng đó? Và nó tác động ra sao đối với đời sống? Và em có đề xuất những giải pháp gì? Có bài học gì? Đấy là những cái câu hỏi tìm ý cơ bản khi các em muốn làm rõ một sự việc, hiện tượng đời sống. Sau khi chúng ta đã đi xong bước tìm hiểu đề và tìm ý, chúng ta sang bước lập dàn bài. Nào, cô và các em chúng ta cùng sang bước lập dàn bài. Với 3 phần, một dàn bài với 3 phần cơ bản: mở bài, thân bài và kết bài. Phần mở bài, chúng ta làm nhiệm vụ gì? Khi đứng trước một sự việc, hiện tượng trong đời sống, phần mở bài yêu cầu rất cơ bản, các em phải giới thiệu được sự việc, hiện tượng đó cho người đọc, người nghe. Giới thiệu sự việc, hiện tượng, chúng ta dẫn dắt, chúng ta viết một vài câu dẫn dắt, và sau đó các em nêu sự việc, hiện tượng. Vậy thì ở đây các bạn sẽ thắc mắc là chúng ta dẫn dắt như thế nào? Các em muốn dẫn dắt thì các em phải bám sát vào sự việc, hiện tượng và xem có những yếu tố nào, có những điều gì nó liên quan gần gũi mật thiết đến sự việc, hiện tượng đó, và các em từ đó các em dẫn dắt. Và thường là chúng ta dẫn dắt từ khái quát đến cụ thể, từ rộng đến hẹp, đúng nào? Và cô có một mẹo nhỏ nữa dành cho các em, đó là các em đọc kỹ đề bài. Và nếu như đề bài đã có những câu dẫn dắt rồi thì các em cứ đưa những câu dẫn dắt trong đề bài vào phần mở bài của mình. Đó là cách mở bài rất là đơn giản và cũng là một mẹo nhỏ nếu như mà chúng ta đang phân vân, đang suy nghĩ về không biết làm thế nào để dẫn dắt tới sự việc, hiện tượng các em nhé. Và sau đó thì các em phải nêu đúng được sự việc, hiện tượng cần nghị luận. Đó là phần mở bài. Tiếp theo, chúng ta sang phần thân bài. Phần thân bài thì các em phải tập trung làm rõ sự việc, hiện tượng. Chúng ta bám vào yêu cầu về nội dung trong bài văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng. Yêu cầu chúng ta phải làm rõ sự việc, hiện tượng, phân tích mặt đúng, mặt sai, mặt lợi, mặt hại, chỉ ra nguyên nhân và thể hiện được quan điểm và chính kiến của mình về sự việc, hiện tượng, đúng không nào? Vậy thì các em thử suy nghĩ xem, với một sự việc, hiện tượng đời sống thì chúng ta sẽ có những bước nào để làm rõ được sự việc, hiện tượng đó? Và trong phần thân bài thì ở đây cô hướng dẫn cho các em chúng ta đi theo 4 bước cơ bản. Thứ nhất, phân tích chứng minh thực trạng và biểu hiện của sự việc, hiện tượng. Thứ hai, lý giải nguyên nhân. Thứ ba, phân tích tác động. Và thứ tư, đề ra giải pháp. Chúng ta đi vào bước thứ nhất, phân tích thực trạng, phân tích và chứng minh thực trạng và biểu hiện của sự việc, hiện tượng về đời sống. Nào, vậy thì ở bước này chúng ta phải làm gì? Cô lưu ý với các em,
Ở bước này đầu tiên, các em phải xem lại cái sự việc hiện tượng đời sống mà mình đang nghị luận, và chúng ta đọc lại đề bài xem có những từ ngữ khái niệm nào cần phải làm rõ. Thì các em có một cái thao tác, đó là thao tác giải thích từ ngữ khái niệm. Giải thích từ ngữ khái niệm. Thì thao tác này là một thao tác nhỏ, cho nên cô không tách riêng ra mà cô gộp luôn vào phần thực trạng và biểu hiện. Sau khi đã giải thích một số từ ngữ khái niệm mà chúng ta cần làm rõ rồi, thì chúng ta sẽ đi vào phân tích và chứng minh thực trạng và biểu hiện của sự việc hiện tượng. Và kem viết câu luận điểm thì kem bám vào từ khóa là thực trạng và biểu hiện luôn sự việc hiện tượng đang diễn ra với một thực trạng rất đáng báo động chẳng hạn. Đấy, vậy thì để làm rõ biểu hiện và thực trạng, chúng ta trả lời một số câu hỏi. Đó là sự việc hiện tượng xảy ra vào thời gian nào, ở đâu? Có thể là những câu hỏi chúng ta trả lời được nào. Sự việc hiện tượng xuất hiện ở đâu, thời gian nào, mức độ phạm vi diễn ra như thế nào. Đó, mức độ phạm vi diễn ra như thế nào. Và cô cũng lưu ý với các em này, có thể là trong đầu các bạn đã xuất hiện rất là nhiều những sự việc, những thực trạng, những biểu hiện của sự việc hiện tượng rồi. Nhưng mà các em phải có sự chọn lựa và sắp xếp một cách hợp lý. Nếu các em cứ tham đưa vào tất cả những sự việc, những thực trạng và biểu hiện mà chúng ta có ở trong đầu đấy, thì có thể dẫn tới một cái lỗi ở bài làm của các em. Đó là gì? Đó là các em sao vào liệt kê biểu hiện, và nó không tạo được cái sự dẫn dắt mang tính chất hợp lý, khoa học, logic đấy. Và nó nhiều nhưng mà nó không động và nó không thuyết phục. Vậy thì các em sắp xếp các thực trạng biểu hiện này như thế nào? Các em cố gắng nhóm chúng vào những phương diện để chúng ta trình bày. Đấy. Và khi các em sắp xếp thì các em cố gắng sắp xếp theo mức độ tăng dần ở tính chất của thực trạng và biểu hiện. Theo mức độ tăng dần thì nó mới tạo được sự thuyết phục các em nhé. Và có một lưu ý nữa trong phần trình bày thực trạng và biểu hiện, đó là các em nên đưa các dẫn chứng thực tế và số liệu nếu như chúng ta tìm tòi, chúng ta nghiên cứu được. Vậy thì đòi hỏi dẫn chứng phải đúng đắn và tiêu biểu, số liệu phải cụ thể và chính xác. Không phải là chúng ta tự nghĩ ra một cái dẫn chứng ở đâu rồi là chúng ta đưa ra một cái số liệu bất kỳ mà chúng ta nghĩ ra. Không phải, nó phải đúng đắn, phải có cơ sở khoa học. Vậy thì có bạn hỏi là chúng ta sẽ lấy dẫn chứng thực tế và số liệu ở đâu? Thưa rằng, ở chính bản thân các em, ở khả năng tìm tòi và học hỏi của các em, có thể là từ những kiến thức các em đã được học ở trên lớp, từ việc tích hợp những kiến thức liên môn. Khi mà bàn về sự việc hiện tượng đời sống đấy, thì đòi hỏi các em phải tích hợp rất nhiều những kiến thức liên môn. Đúng không? Và các em có thể tìm hiểu qua sách báo, qua các chương trình truyền hình, qua các thông tin trên mạng, rồi hỏi những người hiểu biết về vấn đề đó. Đó. Và cô biết rằng có một số bạn rất là chịu khó. Khi đứng trước sự việc hiện tượng thì các em chịu khó tìm tòi những dẫn chứng thực tế, những số liệu cụ thể và tập hợp thành một nguồn tư liệu. Khi gặp bất cứ vấn đề nào, các em đưa vào bài làm của mình, thì bài làm của những bạn đó chắc chắn sẽ rất thuyết phục. Đó cũng là minh chứng cho tinh thần tự giác, tinh thần ham học hỏi của các bạn. Nhưng mà cũng lưu ý rằng nếu như các em có dẫn chứng thực tế hay có số liệu thì các em đưa vào. Còn nếu như không có thì các em cứ lần lượt nêu các biểu hiện của sự việc hiện tượng theo tính chất và mức độ tăng dần như thế thôi. Đó là bước đầu tiên trong phần thân bài, chúng ta phân tích thực trạng và biểu hiện. Bước tiếp theo, các em sẽ lý giải nguyên nhân. Vậy vì sao lại có sự việc hiện tượng đó? Nguyên nhân là gì? Cô lưu ý là nguyên nhân thì thường là với những cái hiện tượng mang tính chất tiêu cực thì chúng ta xét nguyên nhân nhiều hơn. Còn những hiện tượng mang tính chất tích cực thì có thể có hoặc là có thể không, thì các bạn lưu ý ở đây. Và nguyên nhân khi đứng trước một vấn đề, nếu xét nguyên nhân thì nếu các em muốn bài làm của mình toàn diện đấy, thuyết phục, thì các em phải xét nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan. Đó. Các em làm rõ khách quan và chủ quan. Khách quan có thể thuộc về gì? Thuộc về đời sống xã hội, thuộc về thể chế, thuộc về sự quản lý của nhà nước, thuộc về hệ thống luật pháp như thế nào, đúng không? Hoặc gần gũi hơn là có thể thuộc về gia đình này, thuộc về nhà trường này, nguyên nhân khách quan.
Thế còn nguyên nhân chủ quan thì thường là chính bản thân con người, trong nhận thức, trong thói quen, trong hành động của con người như thế nào, thì đó là thuộc về nguyên nhân chủ quan. Kem làm rõ trên phương diện này. Sau khi đã tìm hiểu nguyên nhân, kem sẽ phân tích tác động và ảnh hưởng của sự việc hiện tượng. Phân tích tác động và ảnh hưởng. Vậy thì câu nêu luận điểm của kem có thể là sự việc hiện tượng có tác động ảnh hưởng như thế nào tới đời sống xã hội, hoặc là nếu như đó là hiện tượng tích cực thì kem khẳng định là nó đã đem đến những ý nghĩa, những kết quả vô cùng tốt đẹp, hoặc nếu như nó là hiện tượng tiêu cực thì kem lại sử dụng cái từ gì, từ hậu quả hay là kéo theo những hệ lụy. Sự việc hiện tượng đã dẫn tới những hậu quả, những hệ lụy vô cùng đáng tiếc, biểu hiện trên mọi mặt của đời sống xã hội chẳng hạn. Đấy. Như vậy là kem phải, trong khi phân tích tác động ảnh hưởng thì kem phải làm rõ là tác động tích cực hay là tác động tiêu cực, chỉ rõ. Và trong phần tác động này thì kem cũng phải lưu ý là chúng ta sắp xếp các ý như thế nào cho nó hợp lý và theo một trình tự logic. Vậy thì kem phải xem sự việc hiện tượng đó tác động trên những phạm vi nào, tới những đối tượng nào, tới những đối tượng nào. Có thể là tới mọi mặt trong đời sống xã hội, rồi tới bản thân mỗi con người, tới gia đình, nhà trường, vân vân. Như vậy là kem xét tác động đối với xã hội này, đối với cá nhân. Đấy, với đối tượng, với phạm vi như thế thì để chúng ta sắp xếp các ý một cách lấp lang, tránh tình trạng là ý này lại trung lập với ý kia. Sau khi đã phân tích tác động và ảnh hưởng của sự việc hiện tượng tới các mặt của đời sống xã hội thì chúng ta làm gì? Chúng ta đề ra giải pháp. Vậy có những giải pháp nào để mà phát huy, để mà nhân rộng những hiện tượng mang tính chất tích cực, và có những giải pháp nào để ngăn chặn hay là để giảm thiểu tác hại của những sự việc hiện tượng mang tính chất tiêu cực? Chúng ta phải chỉ rõ. Đấy, phát huy sự việc tích cực và ngăn chặn sự việc tiêu cực. Vậy các bạn nêu giải pháp như thế nào? Lưu ý, giải pháp nêu từ đâu? Nguyên nhân nào? Giải pháp ấy, giải pháp xuất phát từ nguyên nhân. Ở trên kem đã đưa ra những nguyên nhân nào thì ở đây chúng ta đề xuất các giải pháp đối với nguyên nhân đó. Và giải pháp thì cũng tác động tới các phạm vi, các đối tượng khác nhau, đúng nào? Có giải pháp chung, giải pháp chung đối với toàn xã hội, đối với gia đình, đối với nhà trường. Cũng có những giải pháp mang tính chất cá nhân đối với mỗi người, tính chất cá nhân đối với mỗi người các em nhé. Và giải pháp đi từ nhận thức tới hành động. Và cô lưu ý, khi chúng ta đưa ra những giải pháp mang tính chất cá nhân cho mỗi người đấy, thì có thể trong đó có chúng ta rồi, đúng không? Vậy thì kết hợp, các em sẽ liên hệ với bản thân và rút ra những bài học cho bản thân khi đứng trước những sự việc hiện tượng đó. Đấy, rút ra bài học cho bản thân. Như vậy, các em nhìn lại phần dàn bài, phần thân bài ở đây thì các em lưu ý là chúng ta sẽ đi theo 4 bước cơ bản, đó là phân tích, chứng minh thực trạng biểu hiện, lý giải nguyên nhân, phân tích tác động ảnh hưởng và đề ra giải pháp. Và các em nêu luận điểm như thế nào lúc nãy cô hướng dẫn rồi. Các em bám vào các từ khóa, các em bám vào các từ khóa đó để nêu luận điểm. Luận điểm có thể các em đặt câu hỏi, cũng có thể các em viết một câu khẳng định và bám vào các từ khóa đó. Và nhìn vào phần thân bài ở đây thì chúng ta thấy rằng phần thân bài ít nhất các em sẽ triển khai được thành mấy đoạn văn? Thành 4 đoạn văn. Ít nhất thành 4 đoạn văn các em nhé. Và sau khi đã triển khai xong phần thân bài, chúng ta sang phần kết bài. Phần kết bài, các em sẽ tóm lược lại vấn đề, tóm lược lại tất cả những điều mà chúng ta đã trình bày ở phần trên, và sau đó có thể gửi gắm thông điệp. Như vậy, trên đây cô đã hướng dẫn cho các em kỹ năng tìm hiểu đề và tìm ý, kỹ năng lập dàn bài. Và trong phần dàn bài mang tính định hướng chung này thì về cơ bản khi tiếp cận với một sự việc
hiện tượng chúng ta đi theo 4 bước cơ bản. Đó là tìm hiểu thực trạng, biểu hiện của sự việc hiện tượng, lý giải nguyên nhân, phân tích tác động, ảnh hưởng của sự việc hiện tượng và chúng ta đề ra giải pháp để khắc phục sự việc hiện tượng. Đấy, 4 bước cơ bản và cô đề xuất với các em. Tuy nhiên, các bạn lưu ý, 4 bước này chúng ta vận dụng một cách linh hoạt trong bài làm của mình, tùy thuộc vào đề bài, tùy thuộc vào sự việc hiện tượng mà các em đang nghị luận để chúng ta vận dụng một cách linh hoạt nhất. Và có một lưu ý nữa là khi nếu như các em tìm tòi tài liệu thì các em có thể bắt gặp là có những tài liệu khác họ viết với những bước cơ bản khi chúng ta tiếp cận sự việc hiện tượng đó là gì? Đó là giải thích, bàn luận và rút ra bài học trong nhận thức và hành động. Vậy thì khi thấy những bước như thế, nó khác với những bước ở đây thì các em cũng đừng băn khoăn bối rối. Bởi vì sao? Bởi vì khi đi sâu vào các bước đó thì các em cũng thấy giải thích là chúng ta giải thích từ ngữ, khái niệm của sự việc hiện tượng, chúng ta giải thích lý giải về thực trạng, về biểu hiện của sự việc hiện tượng, chúng ta bàn luận là bàn luận về cái gì? Bàn luận về nguyên nhân, bàn luận về sự tác động của sự việc hiện tượng, chúng ta rút ra bài học trong nhận thức và hành động của bản thân và rút ra những cái giải pháp chung, giải pháp cá nhân, tức là cũng phải nếu cơ bản được các ý như vậy thì mới làm rõ được sự việc hiện tượng và thể hiện quan điểm, thái độ và chính kiến của mình trước sự việc hiện tượng. Và dù cho chúng ta gọi tên các bước như thế nào thì mục đích cuối cùng là để làm gì? Làm rõ sự việc hiện tượng và thể hiện được quan điểm, được chính kiến của mình, đúng không nào các em? Và tiếp theo, để củng cố lại kỹ năng làm bài về sự việc hiện tượng đời sống, cô mời các em chúng ta sang phần luyện tập. Chúng ta sang phần 3, phần luyện tập. Cô mời các em đọc kỹ đề bài sau. Cô cho đề bài: điện thoại di động là một trong những phương tiện hữu ích của con người hiện nay. Tuy nhiên, một bộ phận học sinh lại sử dụng nó chưa phù hợp, chưa đúng mục đích. Hãy trình bày ý kiến của em về hiện tượng đó. Chúng ta đọc kỹ đề bài. Chúng ta đọc kỹ đề bài. Và bước đầu tiên, cô và các bạn sẽ cùng tìm hiểu đề và tìm ý. Tìm hiểu đề và tìm ý. Nào, trong phần tìm hiểu đề thì một lần nữa các bạn đọc lại đề bài. Vậy thì bước tìm hiểu đề, đọc kỹ đề bài, gạch chân dưới các từ ngữ, các khái niệm quan trọng mà các em thấy trong đề bài đó, gạch chân dưới các từ ngữ, khái niệm quan trọng. Thì ở đây đọc đề bài này, các em có thể gạch chân những từ ngữ nào? Chúng ta có thể gạch chân điện thoại di động, gạch chân một bộ phận học sinh, hay sử dụng nó chưa phù hợp, chưa đúng mục đích. Và gạch chân như thế để các em có thể hướng vào cái vấn đề nghị luận trọng tâm và phạm vi nghị luận của mình, để không đi rời xa đề hay là lạc đề. Sau khi đã đọc kỹ và gạch chân những từ ngữ và các khái niệm quan trọng rồi thì chúng ta sẽ sang phần như vậy các em có thể sang phần xác định sự việc hiện tượng mà chúng ta cần nghị luận ở đây là gì. Các em thử suy nghĩ xem nào, đọc lại đề bài. Vấn đề cần nghị luận ở đây là gì? Có bạn nói rằng vấn đề cần nghị luận ở đây đó là hiện tượng sử dụng điện thoại của học sinh. Như vậy đã đúng chưa? Thực ra là đúng các em ạ, nhưng mà chưa đủ. Chúng ta chú ý câu này: tuy nhiên, một bộ phận học sinh lại sử dụng điện thoại chưa phù hợp, chưa đúng mục đích. Như vậy là vấn đề cần nghị luận ở đây không phải là hiện tượng sử dụng điện thoại của học sinh một cách chung chung, mà là hiện tượng sử dụng điện thoại chưa phù hợp, chưa đúng mục đích của học sinh. Các bạn phải xác định đúng vấn đề đó, xác định đúng sự việc hiện tượng đó. Tiếp theo, chúng ta xác định phạm vi nghị luận. Phạm vi nghị luận ở đây chính là thực tiễn đời sống xã hội. Thực tiễn đời sống xã hội và chúng ta tập trung vào đối tượng là các em học sinh. Đối tượng là các em học sinh. Vậy thì đứng trước sự việc hiện tượng này, các em thấy nó có gần gũi, có quen thuộc với bản thân chúng ta hay không? Chắc chắn là có,
đúng không nào? Bởi vì thực tế hiện nay là hầu hết các gia đình đều trang bị cho con em mình một chiếc điện thoại di động. Không chỉ là các bạn học sinh ở thành phố đâu, mà các bạn học sinh ở nông thôn, chúng ta cũng hầu hết các em cũng có điện thoại di động ở từ lớp từ cấp trung học cơ sở đấy, từ cấp trung học cơ sở là các em đã có rồi. Cho nên là có thể khẳng định rằng sự việc hiện tượng này nó rất là gần gũi, quen thuộc với chúng ta, và các em có thể bắt gặp mình trong sự việc hiện tượng này, hoặc là quan sát bạn bè của mình, chúng ta cũng thấy được sự việc hiện tượng này. Và sau khi đã tìm hiểu đề, chúng ta sang phần tìm ý. Phần tìm ý, các em lưu ý, các em một lần nữa phải nhớ rằng chúng ta đang nghị luận về hiện tượng sử dụng điện thoại chưa phù hợp và chưa đúng mục đích của học sinh, và dựa vào hiện tượng này để chúng ta tìm ý. Vậy có những ý cơ bản nào cho sự việc hiện tượng này? Có những ý cơ bản nào? Lúc nãy trong phần hướng dẫn kỹ năng làm bài, tìm hiểu đề, tìm ý, thì chúng ta nói rằng là chúng ta thường đặt câu hỏi, đúng không? Thường đặt câu hỏi để tìm ý. Vậy thì cô sẽ cho các em một số câu hỏi. Các em thử xem là chúng ta nên chọn câu hỏi nào cho phần tìm ý của mình. Nào, chúng ta cùng đọc các câu hỏi sau. 1. Điện thoại di động có lợi ích gì? Câu hỏi thứ 2. Việc sử dụng điện thoại chưa phù hợp, chưa đúng mục đích diễn ra như thế nào? Câu hỏi 3. Vì sao có thực trạng đó? Câu hỏi thứ 4. Vì sao học sinh thích sử dụng điện thoại? Câu hỏi 5. Dẫn tới hậu quả gì? Và câu hỏi thứ 6. Giải pháp nào cần đưa ra? Vậy thì đọc 6 câu hỏi này, theo kem trong phần tìm ý chúng ta nên đưa ra những câu hỏi nào là hợp lý. Chúng ta thử lựa chọn. Đọc kỹ các câu hỏi thì kem có thể dễ dàng phát hiện ra ngay các câu hỏi mà chúng ta cần trong việc tìm ý ở đề bài này. Đó là câu hỏi thứ 2, câu hỏi thứ 3, câu hỏi thứ 5 và câu hỏi thứ 6. Đấy, 4 câu hỏi cơ bản. Tại vì sao? Tại vì các câu hỏi này xoáy vào cái gì? Xoáy vào thực trạng này, xoáy vào thực trạng của hiện tượng, xoáy vào lý do, nguyên nhân của hiện tượng, xoáy vào hậu quả và đề ra giải pháp gì? Đó. Vậy tại sao chúng ta lại không chọn câu hỏi thứ nhất và không chọn câu hỏi thứ tư? Tức là điện thoại di động có lợi ích gì? Và vì sao học sinh lại thích sử dụng điện thoại? Vì sao các em không chọn những câu hỏi này? Trả lời câu hỏi này thì chúng ta bám vào hiện tượng mà chúng ta cần nghị luận. Đó là hiện tượng sử dụng điện thoại chưa phù hợp và chưa đúng mục đích của học sinh. Đúng không nào? Vậy thì nếu như các em đưa ra câu hỏi thứ nhất và câu hỏi thứ tư, thì tức là chúng ta lại liên tưởng tới việc là tác dụng của điện thoại như thế nào? Nó có lợi ích gì và tại sao học sinh lại thích sử dụng, đúng không nào? Cho nên nếu như các em đưa những câu hỏi này vào phần tìm ý thì có thể nó sẽ loãng bài làm của các em. Đấy, cho nên trong phần tìm ý, kỹ năng nêu câu hỏi cũng là một kỹ năng rất là quan trọng các em cần chú ý. Sau khi tìm hiểu đề và tìm ý, chúng ta sang phần lập dàn bài. Nào cô và kem, chúng ta hãy cùng lập dàn bài cho hiện tượng học sinh sử dụng điện thoại chưa phù hợp, chưa đúng mục đích. Phần mở bài. Nào, kem thông thường khi kem lập dàn bài thì thường là kem sẽ ghi gạch đầu dòng những ý lớn, ý nhỏ, hoặc là một số bạn thì sẽ lập dàn bài theo sơ đồ tư duy. Đúng nào? Vậy ở đây cô giới thiệu với kem một cách ghi mà cô nghĩ là nó khá hiệu quả khi chúng ta tiếp cận với những vấn đề nghị luận xã hội. Đó là cách ghi như thế nào? Các em nhìn lên màn hình. Các em chia vở của mình ra hai cột. Cột bên trái nhỏ hơn. Cột bên trái nhỏ hơn, các em nêu tiêu đề và nêu những ý chính. Còn cột bên phải đòi hỏi là dung lượng nó rộng hơn các em nhé. Và các em sẽ nêu những ý nhỏ, gạch đầu dòng những ý nhỏ để làm rõ cho những cái ý lớn ở cột bên trái, và cũng nghĩ rằng đấy là một cái khung gian bài nó khá hiệu quả cho vấn đề nghị luận xã hội. Với khung gian bài này, chúng ta sẽ cùng triển khai cho vấn đề hiện tượng học sinh sử dụng điện thoại như thế nào.
Thứ nhất, phần mở bài. Phần mở bài như lúc nãy trong hướng dẫn kỹ năng chung thì chúng ta yêu cầu phần mở bài là các em phải giới thiệu được sự việc, hiện tượng cần nghị luận, đúng không nào? Các em có sự dẫn dắt, các em có sự dẫn dắt và nêu hiện tượng, sự việc, hiện tượng cần nghị luận. Thì chúng ta dẫn dắt từ đâu? Từ những cái điều mà nó liên quan gần gũi tới sự việc, hiện tượng. Như vậy các em hoàn toàn có thể dẫn dắt từ sự phát triển khoa học công nghệ chẳng hạn. Và điện thoại di động chính là một sản phẩm của sự phát triển khoa học công nghệ. Và sau đó thì chúng ta nêu vấn đề cần nghị luận, đó là hiện tượng học sinh sử dụng điện thoại nó chưa phù hợp và chưa đủ mục đích. Hoặc các em có thể dẫn dắt từ nhu cầu liên lạc của con người. Thì đời sống xã hội càng phát triển thì nhu cầu của con người càng phát triển, trong đó có nhu cầu liên lạc, và điện thoại di động chính là một sản phẩm để phục vụ cho nhu cầu đó của con người. Tuy nhiên, cách sử dụng hiện nay ở một bộ phận học sinh là sử dụng chưa đúng, chưa phù hợp. Đấy là cách dẫn dắt. Và có một mẹo nhỏ nữa, đó là các em đọc đề bài thì trong đề bài đã dẫn dắt cho các em rồi, đúng không? Vậy thì các em hoàn toàn có thể đưa những câu dẫn dắt trong phần đề bài vào phần mở bài của mình. Nó rất là đơn giản nếu như mà chúng ta chưa nghĩ ra cho cái phần dẫn dắt của mình. Đó là phần mở bài. Sang phần thân bài. Chúng ta nhớ lại. Nào các em nhớ lại. Phần thân bài, chúng ta sẽ đi theo các bước cơ bản, đó là phân tích, chứng minh thực trạng, biểu hiện này, lý giải nguyên nhân, phân tích tác động, ảnh hưởng và đề xuất giải pháp như thế nào. Thì đầu tiên, bước đầu tiên đó là phân tích thực trạng và biểu hiện của sự việc, hiện tượng học sinh sử dụng điện thoại không phù hợp như thế nào. Thực trạng thì các em thấy rằng khi mà chúng ta ở trong đầu chúng ta xuất hiện rất là nhiều biểu hiện thực trạng rồi thì yêu cầu là các em phải sắp xếp chúng một cách hợp lý. Lúc nãy cô đã hướng dẫn trong kỹ năng làm bài chung là chúng ta sắp xếp các em cố gắng liệt kê nó vào trong một số phương diện nhất định và sắp xếp theo tính chất và mức độ tăng dần. Thì ở đây thực trạng sử dụng điện thoại của học sinh chưa phù hợp như thế nào, thì đầu tiên có thể chúng ta nghĩ đến đó là thời gian sử dụng, đúng không? Thời gian sử dụng là nhiều bạn dành quá nhiều thời gian cho điện thoại, và thậm chí là kem nghiện điện thoại. Và thuật ngữ khoa học mà gọi tên hội chứng nghiện điện thoại đó là nomophobia, tức là chúng ta cảm thấy lo lắng và bất an khi không có điện thoại bên cạnh. Không biết là có bạn nào đang trong cái tình trạng này không? Và xét về thời gian sử dụng, sau đó kem xét về phạm vi sử dụng như thế nào là không đúng. Đó là chúng ta sử dụng trong giờ học, chúng ta sử dụng khi tham gia giao thông. Rồi, kem còn sử dụng điện thoại ở đâu nữa? Lúc ăn, lúc ngủ, lúc nào cũng kè chiếc điện thoại ở bên mình, đúng, phạm vi sử dụng. Và chúng ta xem mục đích sử dụng điện thoại của học sinh không lành mạnh như thế nào. Kem thử suy nghĩ, mục đích sử dụng đó là kem sử dụng để giờ tài liệu, quay cóp trong các giờ kiểm tra và thi cử. Đó là mục đích không lành mạnh. Rồi, thậm chí có một số bạn còn lập những nhóm chat để nói xấu, bôi nhọ danh dự của người khác và bắt nạt bạn bè trên mạng qua điện thoại di động. Có, đúng không? Và chúng ta có một số bạn nữa thì thậm chí là các em sử dụng với mục đích đó là dùng điện thoại để quay những clip có nội dung không lành mạnh và phát tán lên mạng. Đấy, một số bạn học sinh là khi thấy bạn bè đánh nhau dùng điện thoại quay clip. Như vậy, mục đích sử dụng không lành mạnh. Kem phân tích thực trạng và biểu hiện của hiện tượng học sinh sử dụng điện thoại đấy, thì kem cố gắng chúng ta xét trên các phương diện như thế này để các ý được trình bày một cách logic và khoa học nhất. Đó là kỹ năng trình bày kem nhé, kỹ năng trình bày và kỹ năng đưa dẫn chứng. Và đây thì các em có thể, nếu như các em có những dẫn chứng và những số liệu cụ thể thì các em đưa vào. Sau khi đã tìm hiểu thực trạng và biểu hiện thì chúng ta đi sang phần nguyên nhân, lý giải nguyên nhân vì sao mà học sinh hiện nay lại sử dụng điện thoại như thế. Lúc nãy chúng ta đã hướng dẫn trong phần kỹ năng chung là các em sẽ xem xét trên nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan. Vậy nguyên nhân khách quan thì chúng ta thấy rằng là
đầu tiên là sự phát triển của đời sống xã hội thì kéo theo cái nhu cầu của con người ngày càng tăng, và vì thế mà nó đặt ra là nhu cầu của học sinh đối với điện thoại cũng rất là phổ biến. Đó là một nguyên nhân khách quan. Nguyên nhân khách quan nữa là từ đâu? Từ phía gia đình và nhà trường. Gia đình các em nuông chiều các em với những đòi hỏi vô lý chẳng hạn, và không quản lý sát sao. Rồi nhà trường quản lý chưa chặt chẽ việc sử dụng điện thoại của học sinh. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khách quan. Và chúng ta tìm hiểu nguyên nhân chủ quan. Nguyên nhân chủ quan thì chính từ phía bản thân chúng ta, từ mỗi học sinh của chúng ta. Các em xem, các em sử dụng điện thoại như thế nào? Là các em chưa ý thức được, đúng không? Các em chưa ý thức được về việc tác hại của điện thoại. Rồi có cái kế hoạch học tập, rèn luyện chưa khoa học. Rồi thiếu chín chắn, thiếu bản lĩnh trước sự cám dỗ của điện thoại di động, của màn hình điện thoại. Đó là những nguyên nhân khách quan và chủ quan các em cần xem xét. Và tiếp theo, chúng ta nói về tác động. Thì các em cũng sẽ phân tích, tác động trên các phạm vi ảnh hưởng của nó. Trước hết là đối với người sử dụng, nó ảnh hưởng rất lớn. Đối với mỗi học sinh, trước hết chúng ta mất thời gian này, ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý, sa sút học tập, sống thờ ơ, dửng dưng vô cảm, đúng, dễ bị lôi kéo dụ dỗ, rồi trở thành nạn nhân tấn công của mạng. Rồi thậm chí là các em có những hành vi vi phạm chuẩn mực đạo đức, vi phạm pháp luật. Đấy, nguyên nhân trước hết phải ở chính người sử dụng. Tiếp theo nữa là nguyên nhân từ phía gia đình. Nguyên nhân từ phía gia đình đó là sự tác động đến gia đình của các em. Khi mà có học sinh, khi mà có con em sử dụng điện thoại như thế thì cha mẹ rất là lo lắng, ảnh hưởng đến không khí chung, ảnh hưởng đến không khí chung của gia đình. Rồi tác động đến nhà trường, đúng không? Chất lượng học tập và nề nếp giảm sút. Và tác động đến xã hội, rộng hơn là tác động xã hội, là ảnh hưởng đến an ninh và trật tự của xã hội. Sau khi phân tích tác động thì các em sẽ đề xuất giải pháp. Đề xuất giải pháp đó là đấy là hiện tượng tiêu cực, cho nên chúng ta làm thế nào để chúng ta ngăn chặn và giảm thiểu tác động của nó. Từ phía gia đình phải luôn luôn sát sao quan tâm định hướng tới con em. Còn từ phía nhà trường thì như thế nào? Phải tuyên truyền giáo dục học sinh, và đặc biệt là đưa ra những nội quy, những biện pháp quản lý chặt chẽ trong việc sử dụng điện thoại của học sinh. Và giải pháp từ phía học sinh, chúng ta các em trước hết từ nhận thức, thay đổi nhận thức đầy đủ về tác hại của việc sử dụng điện thoại chưa phù hợp với mục đích, chưa đúng cách. Và sau đó là chúng ta đề xuất ra những cái định hướng hành động cho riêng mình để không bị tác động bởi sự cám dỗ của màn hình điện thoại. Và sau đó mỗi bạn sẽ liên hệ bản thân của mình như thế nào và đề xuất cái bài học trong nhận thức và hành động. Như vậy, trên đây thì cô, như vậy là trên đây trong phần thân bài cô đã đưa cho kem các ý cơ bản, hướng dẫn cho kem chúng ta lập ý cơ bản. Còn phần kết bài chúng ta tóm lược lại vấn đề và đưa ra thông điệp. Đây là một hiện tượng đáng báo động và hãy là những người thông minh khi sử dụng điện thoại. Và trong một thời gian ngắn thì cô đã hướng dẫn cho các em những kỹ năng cơ bản để chúng ta làm bài nghị luận về sự việc hiện tượng trong đời sống. Và nhiệm vụ tiếp theo, cô sẽ giao nhiệm vụ về nhà cho các em. Các em đọc kỹ các đề bài chúng ta ghi vào vở và triển khai cụ thể các đề bài này, có 2 đề bài. Phần tiếp theo của thời lượng chương trình thì chúng ta sẽ cùng tương tác với các bạn khán giả xem truyền hình. Vâng ạ, thưa cô giáo ạ, có một số câu hỏi của các em học sinh đã gửi về cho chương trình qua các hạ tầng. Và xin mời cô giáo hãy giải thích cho các em trong thời gian còn lại của chương trình ạ. Dạ vâng, cảm ơn các em đã gửi câu hỏi. Thì câu hỏi thứ nhất cô nhận được đó là trong phần thân bài em có thể phân tích tác động ảnh hưởng của sự việc hiện tượng rồi mới lý giải nguyên nhân được không? Lúc nãy cô đã nói rồi, trong 4 bước đó thì kem cần vận dụng một cách rất là linh hoạt, cho nên em hoàn toàn có thể phân tích tác động ảnh hưởng trước rồi lý giải nguyên nhân sau, được kem nhé. Câu hỏi thứ hai, nhờ cô giải thích cho em hiện tượng sống ảo là gì? Hiện tượng sống ảo là gì của nick của bạn Nguyễn Hanh, hai anh Nguyễn Hanh. Thì em sẽ thấy câu hỏi này cô đặt ra nhiệm vụ
cho các em trong phần bài tập về nhà ở đề bài thứ nhất rồi. Và nếu như các em đi sâu vào vấn đề này, nếu em đi sâu vào vấn đề này thì em có nghĩ rằng em hoàn toàn có thể giải thích được hiện tượng sống ảo là gì. Cô tin rằng em sẽ giải thích được hiện tượng này khi em thực hiện nhiệm vụ về nhà. Và câu hỏi thứ 3. Trong phần bài học cho bản thân, trong nhận thức hành động, em có thể trình bày dự án của mình về việc giảm thiểu tác động của điện thoại tới học sinh được không ạ? Từ nick là bạn Ngọc Linh. Cảm ơn câu hỏi rất hay của bạn Ngọc Linh. Thì em trong phần bài học nhận thức và hành động thì em nói là trình bày dự án. Thì đấy là em chú ý cái từ trình bày, bởi vì trình bày là chúng ta phải trình bày rất là cụ thể. Thì trong cái phần liên hệ bài học nhận thức và hành động ấy, các em đưa vào, các em nêu dự án của mình rất là tốt, em có một dự án rất là tốt rồi, các em nêu gọi tên cái dự án của mình và liệt kê một số cái sự việc mà các em sẽ làm trong dự án đó để giảm thiểu tác động của điện thoại thôi, chứ không cần phải trình bày dự án đó một cách cụ thể, thì bài làm của các em sẽ rất là dài cho cái phần bài học và bài học trong nhận thức và hành động này. Cảm ơn câu hỏi tương tác của tất cả các em. Vâng ạ, xin cảm ơn cô giáo và hy vọng là qua những cái giải thích của cô giáo thì các em sẽ định hướng tốt hơn trong việc làm bài cho tập làm văn cho mình. Và bây giờ thì thời lượng của chương trình đến đây thì cũng đã kết thúc. Một lần nữa thì xin cảm ơn cô giáo Trần Thị Hảo đã mang đến một tiết dạy rất là bổ ích cho các em học sinh. Và các em thân mến, các em có thể xem lại tiết học này vào lúc 22 giờ 15 phút tối hôm nay và vào 8 giờ sáng ngày mai trên sóng NTV. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những chương trình tiếp theo. Chào tất cả các em.